kết thúc ca làm sớm hơn. Vì lý do nào đó, bạn kết thúc ca làm sớm hơn giờ làm đã cam kết với khách hàng. Hãy bấm vào nút kết thúc ca làm. Sau đó, điền lý do bạn kết thúc ca làm sớm hơn và bấm nút xác nhận. Lưu ý, trừ những trường hợp bất khả kháng, bạn không nên kết thúc ca làm sớm hơn giờ làm đã cam kết, bởi vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của bạn. Hướng dẫn bắt đầu ca làm muộn. Vì một lý do nào đó, bạn đã bắt đầu ca làm muộn hơn giờ làm bạn đã cam kết với khách hàng. Hãy bấm vào nút bắt đầu ca làm. Hãy viết lý do vì sao bạn bắt đầu ca làm muộn và bấm nút xác nhận để hoàn tất. Lưu ý, việc này ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của bạn. Vì vậy, trừ những trường hợp bất khả kháng, bạn không nên bắt đầu ca làm muộn. Hãy bắt đầu ca làm đúng giờ.